Xin chào các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay mình làm một video ngắn chia sẻ vui về bộ thẻ dữ liệu nhân vật One Piece. Thì như nhiều bạn đã biết, sau khi phát hành pack thứ 11, bộ thẻ dữ liệu nhân vật One Piece Viva Card vuôn 1 chính thức kết thúc và chúng ta sắp tới sẽ bắt đầu vào hành trình sưu tập bộ thẻ dữ liệu nhân vật One Piece trong vuôn 2. Thì sau khi mình mua đủ 11 pack trong vuôn 1, mình đã mất khoảng gần nửa ngày trời để sắp xếp các tấm thẻ theo ý thích của bản thân. Thì như mọi người có thể thấy, trước mặt mình chính là binder của bộ thẻ dữ liệu nhân vật One Piece vuôn 1. Còn đây là những tấm thẻ sau khi mình đã sắp xếp xong. Như mọi người có thể thấy, tấm thẻ đầu tiên mình xếp chính là tấm thẻ giới thiệu về bộ thẻ dữ liệu nhân vật One Piece Viva Card. Chia sẻ thêm là cái này mình làm video chia sẻ vui với mọi người thôi. Nếu để bạn, ví dụ nếu có bạn nào mà cũng thích sưu tập những tấm thẻ như này có thể chia sẻ cùng mình tại video này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Thì sau tấm thẻ giới thiệu là tấm thẻ có mã số 0000, tấm thẻ My Card. Thì đây là tấm thẻ mọi người có thể điền tên rồi thông tin cá nhân của bản thân, rồi biểu tượng rồi hình ảnh của bản thân tại đây. Tấm thẻ này cho chúng ta có cảm giác như hòa nhập cùng với thế giới One Piece vậy. Mình thì chữ xấu mà cũng kiểu không có hình ảnh nào mà dán được vào ấy, nên là thôi cứ để trống cho nó đẹp đi. Rồi, kế đến là những tấm thẻ skin của các nhân vật. Thì ở đây mình có 3 tấm thẻ của Luffy, Zoro và Sanji. Thì như mọi người có thể thấy, đây là 3 tấm thẻ mang mã 01, 02 và 05. Thì mình đang còn thiếu mã 03 và 04. Thì cũng đang rất là hoang mang, không biết là do mình lấy thiếu từ các pack hay sao, hay là có những pack nào đặc biệt mới có những tấm skin 03 và 04. Cái này là mình rất là khó chịu vì cảm giác nó thiếu thiếu thì nó cứ bứt rứt thế nào ấy. Kế đến là mình sắp xếp các tấm thẻ dữ liệu Viva Card theo các băng hải tặc hoặc các tổ chức quốc gia. Sở dĩ mình sắp xếp như vậy bởi lẽ chắc cũng có một số bạn biết rằng như ở bên Nhật, sau khi phát hành tất cả các pack trong vol 2 thì nhà xuất bản đã phát hành thêm một bộ một pack One Piece Viva Card đặc biệt có tựa đề là Index Set. Trong pack Index Set này chúng ta có thể sưu tập được biểu tượng của các băng hải tặc rồi các quốc gia tổ chức trong One Piece, giúp mọi người có thể đánh dấu vào bộ thẻ dữ liệu nhân vật One Piece của mình, giúp mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm hơn, rồi ABC gì đấy nữa mình cũng không rõ lắm, nhưng mà đại khái mình sắp xếp như thế để sau này mua được bộ Index Set mình dán vào thì sau này mình sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn, hay là sắp xếp thêm các tấm thẻ khác vào trong bộ sưu tập của mình cũng dễ dàng hơn. Thì đầu tiên mình xếp là của băng hải tặc Mũ Rơm, và nhân vật đầu tiên mọi người có thể thấy chính là Luffy. Chúng ta có 3 tấm thẻ của Luffy từ lúc mới
tham gia vào hành trình tìm kho báu One Piece. Lúc này đang sử dụng Year 2. Đến lúc anh hiện tại khi đang ở Wano Arc. Kế đến là Zoro và các thành viên khác trong băng hải tặc mũ rơm. Nami này, Usopp này, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook và tấm thẻ thứ 10 cũng là thành viên thứ 10 trong băng hải tặc mũ rơm. Thành viên mới nhất chính là ông Jinbei, một nhân vật mà mình cũng rất là yêu thích. Thì sau khi xếp xong các tấm thẻ của băng hải tặc mũ rơm, mình sắp xếp tiếp đến những tấm thẻ của vua hải tặc Gold Roger và của các tứ hoàng. Thì đây chính là các tấm thẻ trong băng hải tặc của vua hải tặc Gold Roger. Chúng ta có thể thấy ông Silver Rayleigh, ông Crockett. Kế đến là băng hải tặc của tứ hoàng xanh và các nhân vật chủ chốt của băng hải tặc này. Ta có thể thấy ông Yasop và Ben Beckman này. Kế đến là băng hải tặc của tứ hoàng dâu trắng. Mình xếp ông dâu trắng đầu tiên. Kế đến là Marco, rồi đến Ace cùng một số thành viên khác. Pista, Little Wa Junior. Anh chàng này cũng là một thành viên trong liên minh hải tặc dâu trắng và cũng xuất hiện trong trận chiến thượng đỉnh. Squaddo đây. Kế đến là hai tấm thẻ của hai nhân vật thành viên trong băng hải tặc tứ hoàng Big Mom, Pecom. Kế đến là của băng hải tặc tứ hoàng dâu đen, và tấm thẻ đầu tiên mình xếp chính là dâu đen. Kế đến là một số thành viên chủ chốt trong băng hải tặc này, đều là đội trưởng của các đội trong hạm đội băng hải tặc dâu đen. Mọi người có thể thấy Silu này, Xoan Xoan Wok, Pizarro, Katarina Devon với sở hữu trái Holy, Vasco Shop. Sau khi kết thúc các tấm thẻ của vua hải tặc rồi của tứ hoàng, mình sắp xếp tiếp các tấm thẻ của những băng hải tặc có sự gần gũi với băng hải tặc của Luffy. Thì đầu tiên mình xếp các thành viên trong băng hải tặc Kuza của nữ hoàng hải tặc Boa Hancock. Đó, mọi người có thể thấy những thành viên quen thuộc trong băng hải tặc Kuza. Kế đến là băng hải tặc của Lo, băng hải tặc Hurt. Thì chỉ có hai tấm thẻ của Lau và Pepo. Kế đến là băng hải tặc của Kid, thì cũng chỉ có hai tấm thẻ của Kid và Killer. Kế đến là băng hải tặc của Bucky, anh hề Bucky, và một số nhân vật trong băng hải tặc này. Rồi đến băng hải tặc Mặt Trời. Sau khi sắp xếp xong các băng hải tặc có liên hệ gần gũi với băng hải tặc mũ rơm, mình sắp xếp đến những băng hải tặc là những đối thủ chính của băng mũ rơm trong các arc. Thì đầu tiên chính là băng hải tặc của Along. Tấm thẻ đầu tiên là của Along và cùng tiếp đến là các thành viên khác trong băng này. Ông Hachan này. Kế đến là băng hải tặc của Greg. Rồi đến băng hải tặc mèo đen của Kuro. Rồi đến băng hải tặc Ben Lamy, do Ben Lamy cầm đầu. Anh này hiện nay đã gọi là giải nghệ rồi và hiện đang đi làm thợ nhuộm, đang học việc ở xưởng nhuộm. Và đây là phó băng
thuyền phó của băng Bellamy là Sawquist. Kế đến là băng hải tặc của Caribou, người hiện tại cũng đang có mặt tại Wanoag đây. Rồi đến băng hải tặc người cá mới. Mọi người có thể thấy các nhân vật trong băng hải tặc này. Ở đây chính là thuyền trưởng của băng hải tặc người cá mới. Chỗ này mình sắp xếp hơi lộn một tí. Có gì sau khi kết thúc video mình sẽ đẩy tấm thẻ của Horizon lên phía trên của băng hải tặc người cá mới. Kế đến là băng hải tặc Flying. Đây cũng là băng hải tặc xuất hiện tại ác đảo người cá này. Và chúng ta có một tấm thẻ thôi. Wada Sumi, một cựu thành viên của băng hải tặc mặt trời. Sorry mọi người, là một cựu thành viên của băng hải tặc Flying và hiện tại đang là thành viên của băng hải tặc mặt trời. Mà kiểu băng Flying có một tấm ấy, nên là mình xếp ông này cùng cho nó được hai tấm cho nó kiểu nó nhiều nhiều ấy. Kế đến là mình sắp xếp các tấm thẻ của các nhân vật trong nhóm thế hệ tồi tệ nhất. Thì đầu tiên mình xếp tấm thẻ của ông BG X-Dread này, Hawkins, Apu, Uros, Bonnie. Sau khi kết thúc những tấm thẻ của thế hệ tồi tệ nhất thì mình sắp xếp tiếp đến những tấm thẻ của những băng hải tặc mà chỉ nhỏ rồi chỉ có một tấm ấy, thì mình sắp xếp riêng ở phía sau này. Thì đầu tiên mọi người có thể thấy chú cá voi Labu, một thành viên thú cưng của băng hải tặc Rumba. Labu đã đợi Brook rất lâu rồi, như mọi người có thể nhớ. Rồi kế đến là mấy cậu nhóc trong băng hải tặc của Usopp khi cậu còn ở làng. Tấm thẻ của Masira, băng hải tặc Masira. Tấm thẻ của băng hải tặc Anvinda. Rồi đến tấm thẻ của Mont Blanc. Đó, số nhân vật mà chỉ có một băng hải tặc thì mình sắp xếp ở khúc này. Băng mũ rơm giả mạo này. Kế đến là mình, sau khi kết thúc các tấm thẻ của các băng hải tặc, mình sắp xếp đến các tổ chức. Thì đầu tiên mình xếp tổ chức quân cách mạng do ông Monkey D. Dragon lên đầu tiên. Thì ở đây chúng ta có tấm thẻ của ông Dragon và Ivankov và Inazuma Kola là những tấm thẻ duy nhất của tổ chức này hiện diện trong vol 1. Sau lực lượng quân cách mạng sẽ là lực lượng hải quân. Thì tấm thẻ đầu tiên mình xếp là của Sakazuki, hay còn được biết đến với cái tên là Akainu. Kế đến chúng ta có thể thấy Kizaru, Kobe và một số nhân vật nữa trong lực lượng hải quân. Đó, mọi người có thể thấy Smoker rồi Tashiki này. Sau lực lượng hải quân thì đến lực lượng cai ngục. Cũng đây là những thành viên cai ngục của nhà tù Impenda của hải quân. Nhưng mà mình xếp riêng thế này thì nó sẽ cảm thấy nó rõ ràng hơn ý. Thì mọi người có thể thấy tấm thẻ đầu tiên là của Magellan, rồi một số nhân vật chủ chốt tại khu nhà tù này. Sau những viên cai ngục
chủ chốt của Impel Down kế đến là một số nhân vật thuộc Thất Vũ Hải phục vụ cho chính quyền thế giới. Tấm thẻ, chúng ta chỉ có hai tấm thẻ của Minhak và Kuma thôi. Và đây cũng không phải là Kuma mà là phiên bản người máy mô phỏng theo Kuma là Pacifista. Kế đến, mình sắp xếp những tấm thẻ của tổ chức Baropair Works và giám đốc, cựu giám đốc của tổ chức này như mọi người vẫn còn nhớ thì chính là Crocodile. Kế đến là Mr. One rồi các nhân vật khác. Mr. Three, Gandino thì mọi người chắc rất nhớ ông này rồi. Người đã cùng hỗ trợ Luffy lúc giải cứu Ace tại Marineford. Valentine này, đó, một số nhân vật khác cũng trong tổ chức Baroque Works. Hầu hết những nhân vật sau khi tổ chức Baroque Works tan rã thì đều trở về cùng nhau làm việc tại quán cà phê Spy, nhớ là vậy. Spider, cà phê Spider. Sau khi kết thúc những tấm thẻ của tổ chức Baroque Works, mình sắp xếp đến những tấm thẻ của vương quốc Alabasta. Thì mọi người có thể thấy tấm thẻ đầu tiên là của công chúa Vivi. Và ở đây cũng xác nhận rằng công chúa Vivi được coi là một thành viên của băng hải tặc mũ rơm nhé mọi người. Kế đến chúng ta là tấm thẻ của quốc vương, vương quốc Alabasta, ông Cobra và các nhân vật khác tại vương quốc này. Mọi người có thể thấy đều là những nhân vật quen thuộc cả. Karu và đội quân siêu vị sời, Long Mi. Kế đến là một vài nhân vật tại vương quốc Sakura, hay còn mọi người còn biết là vương quốc Brahm. Thì đây chúng ta có một vài nhân vật tại vương quốc này. Thể ông Hilu lúc này, Akureha, Wapon là cựu vương của vương quốc Black Drum. Kế đến là những tấm thẻ của các nhân vật tại khu vực Skypier. Và tấm thẻ đầu tiên là của ông Ganfon. Kế đến là Cornish và một số nhân vật khác tại vùng đất Skypier. Kế đến là khu vực đảo người cá. Tấm thẻ đầu tiên mình xếp là của ông Neptune, Long Vương tại đảo này. Kế đến là bà Otohime, vợ của ông Neptune, cô nàng Shirahoshi cùng vợ các thái tử này. Hai ông thừa tướng cùng một số nhân vật quan trọng tại đảo người cá. Kế đến mình sắp xếp những tấm thẻ của Kuina và Koshiro, hai người quan trọng trong tuổi thơ của Zoro. Rồi đến Sabo và người em trai thuộc vương quốc Wa. Đây là các tấm thẻ của các thành viên trong nhà hàng trên biển Parati, của nhà hàng của ông Dép Chân Đỏ. Kế đến là thẻ của bà Curly Dadan, Ben Mary, hai nhân vật có quan trọng trong tuổi thơ của
ba anh em Luffy, Sabo, Ace và của Nami. Cái đấy là thẻ của Gaimon, Yasaku và Johnny, hai thợ săn tiền thưởng cũng có mối liên hệ với Zoro khi cậu còn mới bắt đầu cuộc hành trình. Đây là Hiruma. Và những tấm thẻ còn lại là một số nhân vật phụ khác. Makino này, người cũng rất gắn bó với tuổi thơ của Luffy. Một số tấm thẻ phụ khác mình sắp xếp ở phần sau này. Cô nàng Kemi, Park Park, ông Putter cùng chú chó Chao Chao, ông Ipumasu chủ tiệm vũ khí. Đây là Mon Blanc Nolan, người đã bắt đầu cuộc thám hiểm cách đây 400 năm tìm ra đảo trên trời. Và sau khi kết thúc tất cả các tấm thẻ, mình những tấm thẻ cuối cùng mình xếp chính là những tấm X character ở phần sau này. Đó, mọi người có thể thấy mình sắp xếp theo thứ tự từng vôn của các câu chuyện trong bộ X Director. Ok mọi người, vậy là mình đã chia sẻ xong với mọi người về cách sắp xếp cũng như là toàn bộ những tấm thẻ mà mình có ở trong bộ thẻ dữ liệu nhân vật One Piece vôn 1. Thì vậy còn bộ sưu tập của mọi người như thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ hay chia sẻ về bộ sưu tập của mình tại phần comment bên dưới để cho các bạn khác cùng mình được biết nhé. Video hôm nay của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mọi người cảm thấy những video của mình có chút gì đó thú vị thì làm ơn hãy để lại ủng hộ giúp kênh của mình một subscribe và nhấn vào cái chuông để tiếp tục xem những video kế tiếp. Cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.